Các vị, chúng ta bắt đầu lớp học. Xin trả lời các câu hỏi của các vị học viên. Có một vị học viên hỏi rằng là, ở đây tôi không biết tên. Vị này hỏi rằng là như con hiểu thì lộ cận tử là lộ ý môn, vì cảnh lúc ấy là cảnh trạo lại nên không thông qua năm giác quan, đúng không ạ? Câu thứ hai là lộ cận tử chỉ có năm sắc na động lực là tâm nhân thôi và không có các tâm quả như các trường hợp lộ ngũ môn bình thường, phải không? Tối đa là năm sắc na động lực và có thể ít hơn năm, thí dụ 4-3 hay là luôn luôn năm. Xin sư giảng cho con. Trước hết thì tôi xin nói vắn tắt thôi, bởi vì cái phần này á là chúng ta sẽ có một tối thiểu cũng vài buổi học để học về cái lộ cận tử. Thì lộ cận tử thì có đủ cả 6 môn chứ không phải chỉ có riêng có 5 môn. Và do vì lộ cận tử là cái dòng tâm thức chấm dứt cái đời sống của chúng sinh, mà đời sống của chúng sinh thì có những chúng sinh ở cái cõi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, và trong đó có phàm, có hữu học và có thánh vô học, cho nên là tương đối là nhiều. Do vậy câu hỏi này chúng ta sẽ học rõ hơn ở trong cái phần lộ cận tử. Nói phần lộ cận tử và còn bây giờ thì do vì cái lộ cận tử quá nhiều cho nên là tôi xin gác lại cái câu hỏi này. Và một vị học viên khác hỏi rằng là trên hình lộ tâm nhãn môn cảnh rất lớn có hai tâm tố vô nhân là tâm khai ngũ môn và tâm đoán định. Vậy vì sao sư giảng tất cả tâm màu xanh đều là tâm quả không thay đổi được? Hai tâm này là tâm tố không phải tâm quả ạ. Câu hỏi thứ hai, ngủ mơ thì có cảnh của giấc mơ. Vậy lúc ngủ mơ chính là tâm khách quan phải không? Trước hết đó thì tôi xin xác nhận là cái sơ suất của tôi khi tôi nói rằng là tất cả các cái tâm màu xanh á là đều là tâm quả, và tôi sơ suất là không có trừ cái tâm khai ngũ môn và tâm đoán định. Và xin xác nhận là cái câu hỏi của cô ấy, thì đúng là trong cái biểu đồ đó màu xanh đó là không hoàn toàn tất cả là tâm quả, mà trong đó có hai tâm khai ngũ môn và tâm đoán định. Hai tâm này là cái tâm di tác chứ không phải là tâm quả. Tôi mong rằng các vị Phật tử học viên chúng ta khi mà tôi có dặn sai cái chi á là các vị phải lưu ý, bởi vì chính cái điều đó nó mới thấy rằng là các vị học viên theo dõi bài và các vị hiểu bài. Câu hỏi thứ hai của vị học viên này hỏi rằng là ngủ mơ thì có cảnh của giấc mơ, vậy lúc mơ nó chính là cái tâm khách quan phải không? Dạ đúng, là trong giấc mơ đó là khi chúng ta chiêm bao đó thì khi đó là dùng cái tâm khách quan, nó cũng giống như là nó cũng cái tiến trình đó nó cũng gần giống như là khi chúng ta thức. Chỉ có điều đó là nó là khi mà chúng ta nằm chiêm bao thì khi đó dù có làm thiện hay làm ác thì do vì cái tâm khi mà chúng ta ngủ chúng ta chiêm bao á, cái tâm hội lược, dù là đôi khi chúng ta nghĩ rằng là mình nằm mình chiêm bao mình thấy cái cảnh tượng rất là rõ ràng chẳng nữa đó, thì nó vẫn là hội lược so với khi mà chúng ta tỉnh thức. Do vậy là các cái tâm thiện và cái tâm bất thiện trong giấc chiêm bao đó thì không có khả năng tạo nghiệp, nhưng mà vẫn là cái tâm khách quan. Đó là hai các câu hỏi của các vị học viên. Bài học chúng ta học tiếp theo vẫn là cái lộ ngũ môn. Lộ ngũ môn. Bữa trước thì đã học xong cái phần lộ ngũ môn cảnh rất lớn và đơn cử là cái tâm nhãn môn, cái lộ nhãn môn. Đối với các lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân đó thì nó cũng giống như là cái lộ nhãn môn này, chỉ thay đổi là sau cái khai ngũ môn thay vì là nhãn thức thì sẽ là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức.
tùy theo lộ, như là lộ nhĩ, khi chúng ta nghe tiếng thì khi đó là lộ nhĩ môn, khi chúng ta nếm vị là lộ lộ thiệt môn, vân vân. Bài học này, hôm nay chúng ta học tiếp cái phần lộ ngũ môn là cảnh lớn. Cảnh lớn ở đây đó tức là nó cũng rõ ràng đủ để cho cái dòng tâm thức của chúng ta dành cho những cái tâm khách quan, đặc biệt là tâm động lực. Nhưng mà cái cảnh lớn đó, nó không có giống như là cái cảnh rất lớn. Cảnh rất lớn tức là một cái khác tác động mà mạnh mẽ, nó còn để lại cái na cảnh hay là dư cảnh. Còn đối với trong trường hợp mà cái cảnh mà vừa đủ để nhận thức thôi nhưng mà không có quá mạnh á, thì khi đó đó là sau cái dòng động lực á, thì sẽ cái tâm sẽ trở lại hữu phần. Thì ở trong cái trường hợp lộ ngũ môn, cái cảnh lớn á, thì nó có hai cái trường hợp. Cái trường hợp một á, là có đến bốn cái tâm hữu phần bị dao động. Thì khi đó hai cái tâm đầu tiên á, thì được gọi là hai cái hữu phần vừa qua. Ở trên biểu đồ này á, là để ghi là một, số 1 là số 2, tức là hai cái tâm nó đều là cái tâm hữu phần vừa qua hết, rồi mới đến là rung động dứt dòng, rồi khai ngũ môn, rồi nhãn thức. Trên biểu đồ này vẫn đơn cử cái gì tâm, đơn cử cái lộ nhãn môn, và phần dưới thì chúng ta cũng chỉ học cái nhãn môn thôi, các môn còn lại thì giống như vậy. Thì nó cũng giống như là cái trường hợp của cảnh rất là lớn, là vẫn là nhãn thức tiếp thu quan sát đoán định, rồi bảy cái tâm làm việc động lực. Tuy nhiên sau cái tâm làm việc động lực đó thì không có hai cái sắc na cảnh mà là bắt đầu trở lại cái tâm hữu phần. Thì các vị nhớ rằng là cái sắc pháp đó, cái thể tồn tại nó bằng 17 lần tâm pháp, và do đó khi mà cái thần kinh thị giác và cái cảnh sắc sanh lên đó, thì cũng theo cái con số là 17 cái sắc na tâm đó, thì khi đó từ cái hữu phần vừa qua thứ nhất thì cho đến hết cái động lực và cái hữu phần đầu tiên của cái chuỗi tâm chủ quan sau đó, thì khi đó là cái thần kinh thị giác và cái cảnh sắc diệt. Như vậy thì khi mà một cái tâm sanh lên thì chúng ta nhớ rằng là nếu ở trong cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, thì nó có những cái điều kiện mà để cho cái tâm nó sanh. Lấy ví dụ giống như là cái để có được cái tâm nhãn thức đó, thì khi đó là phải có những cái điều kiện giống như là phải có cảnh sắc, phải có cái thần kinh nhãn, rồi phải có cái ánh sáng, rồi phải có chú ý, vân vân. Thì có khi mà cái cảnh mà hiện lên cái tâm trí của chúng ta đó, thì khi đó nó cái cảnh đó nó khi mà nó đã đủ điều kiện và nó hiện lên cái trong cái tâm trí đó, thì nó sẽ tác động trong cái dòng tâm thức. Thì ở cái lộ lớn này đó, nó khác với cái lộ rất là lớn, là chúng ta thấy nó khác nhau là trước hết nó là về hữu phần. Thì cái hữu phần mà dao động á, thì đối với cảnh lớn á, thì nó cần tới bốn cái sắc na hữu phần. Thì khi đó là cái cảnh sắc nó mới đủ rõ ràng để cái tâm khai ngũ môn nó sanh lên, rồi tiếp theo đó là một trong mười cái tâm ngũ song thức sanh lên. Còn trong cái cảnh lớn đó, thì cái dao động của cái tâm thức thì nó nhanh hơn, bởi vì nó tác động mạnh, cho nên là cái sự dao động đó là chỉ có ba cái sắc na hữu phần. Chúng ta tạm hiểu rằng là giống như là cái cảnh tượng nào mà nó quá rõ ràng đó, thì mình không có cần phải tập trung cái thị lực nhiều. Còn nếu mà cái cảnh nào mà nó cũng thấy được nhưng mà không có quá rõ đó, thì chúng ta phải tập trung thị lực cao hơn. Hoặc là giống như khi chúng ta dùng cái máy ảnh
thì chúng ta chụp cái nơi nào mà đủ sáng đó, thì máy ảnh lập tức là nó chụp được, lập tức là nó sẽ ghi được cái hình ảnh đó. Còn trong trường hợp mà thiếu sáng đó, thì thời gian mà cái máy ảnh mà nó chụp ảnh đó, thì nó phải có cái thời gian mà thường thường. Tôi thì tôi không có rành nhiếp ảnh, nhưng mà tôi hay nói rằng là cái thời gian mà nó lấy nét, tức là khi chúng ta bấm máy đó, thì nó phải có một thời gian vài giây để cái máy nó đủ cái, nó giống như nó gom, nó hội tụ đủ ánh sáng để nó bắt cảnh. Thì tương tự đối với cái tâm của chúng ta cũng vậy. Thì ở trong cái lộ mà cái lộ cảnh lớn này đó, thì nó chỉ có cái khác với cái lộ cảnh rất là lớn ở hai trường hợp. Thứ nhất đó là do vì cái cảnh chưa không có quá đủ mạnh, cho nên cái thời gian của cái tâm hữu phần á, thì phải kéo dài hơn. Rồi kế đến thứ hai là do vì cái cảnh nó không có quá rõ, nó không có quá ấn tượng, cho nên sau cái tâm động lực á, thì nó cũng không còn để lại cái dư âm, và do đó là không có hai cái sắc na tâm làm cái việc hưởng cảnh dư sót, gọi là cái na cảnh. Và cái trường hợp thứ hai của cái độ ngũ môn cảnh lớn đó, thì các vị thấy rằng là ở đây là cái thời gian dao động, là nó dao động đến cái năm cái sắc na hữu phần. Thì trong cái cảnh lớn này đó, tuy rằng phân ra cảnh lớn, nhưng mà nó cũng có cái mức độ khác nhau chút đỉnh. Tức là có những cái cảnh nó tuy rằng không phải là quá lớn, nhưng mà nó vẫn rõ ràng hơn là cái cảnh khác. Thì ở trong cái lộ ngũ môn này đó, thì chỉ có hai cái trường hợp của cái chỉ có hai trường hợp đó là cảnh lớn và cái cảnh rất là lớn đó, thì mới có cái động lực tâm. Thì cái trường hợp thứ hai trong cái cảnh lớn đó, thì cái sắc hữu phần đó, thì chúng ta thấy hữu phần vừa qua đó, tới ba cái hữu phần vừa qua rồi mới rung động và dứt dòng. Thì ở trên cái biểu đồ này á, thì chúng ta thấy rằng là sau cái sắc na động lực thứ bảy đó, là cái thần kinh thị giác và cái cảnh sắc diệt. Ở trong cái lộ trình tâm á, là được kể đó, là được kể theo cái thời gian tồn tại song song giữa cái danh và sắc. Và do vì cái sắc pháp đó là cái thời gian tồn tại bằng 17 lần sắc na tâm, cho nên hai cái trường hợp của lộ nhãn môn cảnh lớn đó, thì do vì trường hợp đầu tiên chỉ có 4 cái sắc na hữu phần, tức là trong đó chỉ có 2 cái sắc na hữu phần vừa qua thứ nhất và vừa qua thứ hai, cho nên sau cái tâm động lực đó, thì cái sắc pháp, cái thần kinh thị giác và cái cảnh sắc đó, là được kéo dài thêm tuổi thọ một sắc na nữa. Còn đối với trường hợp thứ hai là do vì phải có đến ba cái sắc na vừa qua, ba cái sắc na hữu phần vừa qua, cho nên là cái thần kinh thị giác và cái cảnh sắc cái diệt đó, là sau vừa hết cái động lực thứ bảy đó, là cái cảnh sắc và thần kinh thị giác diệt. Cho nên là chúng ta thấy rằng là ở trong cái biểu đồ thứ hai đó là không có chúng ta không có để ghi thêm là cái tâm hữu phần, thì do vì tất cả đó là nó đã đủ túc số là 17 sắc na tâm. Thì ở đây các vị lưu ý khi học lộ trình tâm á, là các cái tâm mà chúng ta học á, là chúng ta học tên cho từng cái loại tâm. Nhưng mà khi mà gọi tên ở trong cái lộ trình tâm á, là chúng ta gọi tên theo cái nhiệm vụ, cái chức năng của cái tâm đó đang làm việc. Nó cũng giống như là khi mà chúng ta nói từng cá nhân đơn lẻ đó, thì chúng ta nói rằng đây là anh A, đây là chị B, đây là cậu C, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta kể nhóm người trong một cái công việc nào đó, ví dụ giống như là cái công việc xây dựng,
thì chúng ta gọi đây là cái nhóm thợ làm sắt, đây là nhóm thợ làm hồ, đây là nhóm thợ làm điện, đây là nhóm thợ làm sơn, vân vân. Thì khi đó chúng ta gọi các cái nhóm thợ đó, đó theo theo cái công việc của họ. Thì ở trong cái lộ trình tâm này thì những vị học viên nào lần đầu tiên học á, thì chúng ta lưu ý nhất là trong lộ trình tâm này thì chúng ta sẽ gọi các cái tên tâm theo cái công việc của cái tâm đó đang đảm nhận. Ví dụ như là ở trong cái tâm, ở trong cái trong các cái sát na động lực màu đỏ, bảy sát na đó, thì chúng ta gọi là các cái sát na động lực, hay gọi là các cái tâm động lực. Thì các cái tâm động lực này đó, thì có, nếu mà nói riêng về cái dục giới á, thì có tất cả là 29 động lực dục giới. Đó là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện, rồi tâm ứng cúng vi tiếu, rồi 8 đại thiện, rồi và 8 tâm di tác, đây là 29 tâm làm việc động lực. Thì khi đó là chúng ta không có gọi đây là tâm tham, tâm sân, tâm si, mà chúng ta gọi là cái sắc na động lực. Như vậy thì lấy ví dụ một người thì khi mà thấy cái cảnh sắc đẹp, họ khởi lên cái tâm tham, thì khi đó là các cái động lực này đó, thì sẽ là cái tâm tham. Và cái tâm tham ở đây, cái màu đỏ ở đây là chỉ cho cái tâm động lực, tức là cái tâm nhân, cái tâm mà tạo ra quả. Còn cái các cái tâm màu xanh đó, thì đa số là các cái tâm quả. Hoặc trong đây đây thì nãy cô nào cũng có nhắc tôi sơ sót là tôi không có trừ ra cái tâm khai ngũ môn và cái tâm cái sắc na đoán định. Nhưng mà những cái tâm này cũng không có thể nào tạo ra quả, mà cái quan trọng nhất đó là cái giai đoạn động lực, và chính cái giai đoạn này mới là cái giai đoạn tạo ra cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện. Thì ở trên cái biểu đồ, ở trên cái biểu đồ này đó, thì tất cả các cái tâm thì được gọi theo cái vai trò mà cái tâm đó đảm nhận trong cái tiến trình diễn tiến của độ tâm. Như vậy thì nếu là một người mà nhìn cái cảnh sắc khởi lên cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ vân vân, thì khi đó ở đây cũng được biểu thị bằng những cái động lực, bằng 7 lần cái tâm đó nó sanh lên và nó diệt 7 lần như vậy, thì khi đó là sẽ làm một trong 12 tâm bất thiện, hoặc là tâm ưng cúng vi tiêu, hoặc là một trong 8 đại thiện, hoặc là một trong 8 tâm duy tác. Thì trong 29 tâm này nó thì nó sẽ có một trong 29 đó. Nhưng mà lưu ý rằng là nếu ở đây chúng tôi ví dụ là cái tâm, ví dụ như đây là cái tâm sân, cái tâm sân vô trợ, thì 7 tâm này nó sẽ là cùng một loại tâm sân vô trợ, chứ nó không có cái trường hợp là cái tâm thứ nhất là cái tâm tham, rồi cái sắc na tâm đầu động lực đầu tiên là tham này, rồi cái sắc na động lực thứ hai là cái tâm tham khác, nó không có. Mà 7 cái tâm động lực này nó là cùng một loại tâm. Nếu là tâm sân vô trợ thì 7 động lực này đều là tâm sân vô trợ. Nếu mà cái động lực đó là cái tâm tham họ hỷ hợp tà vô trợ, thì 7 cái động lực này nó cùng một cái loại tâm đó. Và ở trong cái lộ ngũ môn nói chung, tức là những cái tâm nào mà được sanh lên thông qua năm giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì tất cả đó thì được diễn tiến giống như là các cái trường hợp mà chúng ta đã học. Tức là nếu là cái cảnh rất là lớn thì nó sẽ có 2 cái na cảnh. Còn trong trường hợp mà cái cảnh mà chỉ vừa đủ để cho các cái tâm động lực sanh lên thôi, thì có đôi khi đó là cái sát na hữu phần đó là nó dao động 4 lần, có khi là 5 lần. 4 lần đó thì do cái cảnh nó mạnh hơn là 5 lần. Cái cảnh mà nó càng yếu chừng nào đó thì cái sát na hữu phần nó là nó cái thời gian nó nhiều hơn.
nó nhiều hơn đến mức độ, nó kéo dài đến mức độ nào mà nó đủ mạnh rồi đó, thì cái tâm mà cái khai ngũ môn nó mới sanh lên. Còn nếu mà cái hữu phần mà nó chỉ dao động thôi đó, mà nó, cái cảnh đó nó quá mờ nhạt đó, thì nó không có đủ để cái tâm khai ngũ môn nó sanh lên. Rồi chúng ta học các cái trường hợp kế tiếp theo, đó là cái cảnh nhỏ. Thì chúng ta nhớ rằng là cái cảnh, tức là cái cường độ mạnh yếu đối tượng cho năm cái giác quan này đó, thì chúng ta có tất cả là bốn cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên là cảnh rất là lớn, trường hợp thứ hai là cảnh lớn, trường hợp thứ ba là cái cảnh nhỏ, và trường hợp thứ tư là cái cảnh rất là nhỏ. Thì cái trường hợp thứ ba là cái cảnh nhỏ đó, thì trong cái cảnh nhỏ này đó, thì lại là có cái sáu cái trường hợp. Thì ở trên cái biểu đồ này đó, thì chúng ta thấy rằng là toàn bộ là cái tâm màu xanh thôi, tức là trong đây không có cái tâm nào mà có khả năng tạo ra quả được. Như vậy thì đối với lộ ngũ môn mà cái cảnh nhỏ đó, thì toàn bộ trong 6 trường hợp, rồi trong 6 trường hợp thì các vị thấy không có trường hợp nào mà có cái sắc na màu đỏ, tức là không có cái sắc na động lực. Và điều đó có nghĩa là không có trường hợp nào có khả năng tạo ra được cái nghiệp hết. Tại do vì chỉ có cái động lực nó mới có tạo ra cái nghiệp, tức là tạo ra cái quả khác. Còn các cái tâm còn lại đó thì đa số là cái tâm quả, chỉ trừ ra hai cái tâm khai ngũ môn và cái tâm khai ý môn đó, thì những cái tâm này đó thì cũng không có tạo ra quả. Thì ở đây từ cái ở trên cái màn ảnh thì hơi nhỏ, nhưng các vị lưu ý đó, là 6 cái trường hợp này đó là nó chỉ khác nhau đó là cái mức độ mạnh yếu khác nhau. Nếu mà cái mức độ mà mạnh á, mạnh so với trong cái trường hợp là cái cảnh nhỏ thôi, chứ nó vẫn là cái trường hợp yếu so với những cái trường hai ba cái trường hợp trên. Thì ở đây nó có 6 cái trường hợp, từ cái trường hợp thứ nhất cho đến cái trường hợp thứ 6, theo cái thứ tự cường độ là theo cái thứ tự yếu dần. Khi mà cái cảnh đó nó nhỏ đó, tức là cái cảnh đó nó không có đủ mạnh á, thì khi đó đầu tiên là cái tâm hữu phần này nó dao động 5 lần, rồi tới dứt dòng, rồi cái tâm khai ngũ môn, rồi một trong năm tâm ngũ song thức này, trong trường hợp này là nhãn thức hay là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Rồi tiếp theo là tiếp thâu quan sát, rồi các vị thấy là đoán định trở lại hữu phần. Tức là cái do vì cái cảnh nhỏ này cho nên cái tâm đoán định nó phải giống như là chúng ta tạm hiểu rằng là những cái gì mà mình rõ ràng á, thì mình dễ quyết đoán. Còn những cái gì mà nó chúng ta không có rõ ràng đó, thì chúng ta phải đoán đi đoán lại nhiều lần. Và do vì cái cảnh này nó mờ nhạt, cho nên là cái tâm đoán định nó đoán định sanh lên 3 sắc na như vậy, nhưng mà cũng không có thể đoán định được, là không có đủ mạnh để cho cái tâm động lực sanh lên. Thì sau khi mà đoán định 3 lần mà không cái cảnh đó, nó cũng không có được rõ ràng, tức là nó giống như là cái cảnh từ xa chúng ta nhìn, chúng ta cố đoán ra cái gì mà chúng ta nhìn hoài chúng ta không ra, cuối cùng là đoán không được. Thì khi đó cái tâm nó trở lại là hữu phần. Như vậy thì ở trong cái lộ ngũ môn cảnh nhỏ đó, thì cái trường hợp mạnh nhất, tức là cái trường hợp đầu tiên đó, thì cũng không có cái sắc na động lực nào. Thì sau đó thì trở lại là hữu phần, bốn sắc na hữu phần. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là sở dĩ mà được kể thêm bốn cái sắc na hữu phần này đó, là kể cho đủ túc số 17 sắc na, kể từ cái sắc na đầu tiên là cái sắc na hữu phần hay là hộ kiếp vừa qua thứ nhất, cho đến cái hữu phần cuối cùng là thì nó đủ túc số là 17 sắc na tâm. Và cái trường hợp thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì chúng ta thấy rằng là nó là chỉ khác nhau cái chỗ là thứ tự là nó tăng dần, tức là cái dòng tâm hữu phần đó là
là nó cứ sanh lên, mà nó sanh lên nó bị dao động, nhưng mà nó không có đủ cho, nó không có đủ rõ ràng, và nó cần phải làm nhiều lần. Và cái cảnh càng nhỏ chừng nào đó thì cái tâm hữu phần đó, là nó dao, nó kéo dài cái thời gian đó cho đến là cái trường hợp thứ sáu, tức là cái cảnh nó là nó nhỏ đến mức độ là cái tâm hữu phần vừa qua đó là nó dao động tới 9 lần, rồi sau đó là nó mới đủ, nó mới sanh lên 2 lần nữa rồi nó mới chấm dứt được. Thì khi đó nó là cái tâm khai ngũ môn rồi, rồi một trong 10 cái tâm song thức rồi tiếp thâu quan sát rồi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng là chỉ có hai cái sát na đoán định thôi, rồi sau đó là hữu phần, là bởi vì do việc cái thời gian dao động của cái sát na hữu phần trong trường hợp thứ sáu này nó quá dài, nó kéo dài cho đến sát vừa qua, cho đến chín cái sát na hữu phần vừa qua, cho nên phần thời gian còn lại đó thì nó chỉ còn có 8 thôi, nó chỉ còn cái 8 sát na tâm. Và do vì cái cảnh đó, và cái thần kinh thị giác hay là thần kinh thân đó, khi này là đến cái sát na đoán định thứ hai đó, là cái cảnh này nó đã diệt rồi, cho nên là cái trường hợp thứ sáu là cái đoán định nó chỉ có 2 thôi, bởi vì tới đây là nó đã đủ túc số là 17 sát na tâm. Cái trường hợp cái cảnh hai cái trường hợp cuối cùng là lộ ngũ môn, cái cảnh rất là nhỏ đó, thì nó cũng giống như cái trường hợp trên, là giống như là trường hợp trên, tức là cái cảnh đó nó quá mờ nhạt và hoàn toàn không có cái tâm động lực. Nhưng mà cái trường hợp rất là nhỏ đó, là nó khác với cái trường hợp nhỏ. Trường hợp nhỏ dù sao đi nữa thì nó còn có những cái tâm khách quen, tức là gồm có tâm khai ngũ môn, tâm nhãn thức, tiếp thâu quan sát rồi đoán định. Tức là tuy rằng là cái tâm khách quen đó nó còn yếu đến mức độ là nó không đủ để cho cái tâm động lực sanh, nhưng mà nó cũng còn có cái tâm khách quen. Còn đối với trường hợp mà cái cảnh rất là nhỏ đó, thì cái cảnh mà nó tác động vào cái dòng tâm thức đó, là nó chỉ làm cho dòng tâm thức nó dao động thôi, chứ nó hoàn toàn không có cái tâm khách quen. Thì thật ra ở đây đó, là do vì học vi diệu pháp là chi ly trong từng trường hợp, cho nên chúng ta phải kể cho đủ, chứ còn thật ra thì chúng ta cũng không cần phải nhớ. Khi đối với cái lộ ngũ môn, cái cảnh rất là nhỏ này, bởi vì toàn bộ là chỉ cái tâm là nó chỉ dao động. Và các vị thấy từ trên dưới là nó dao động, tức là hữu phần nó dao động cho đến rung động, nhưng mà không có thể là nó kết thúc cái dòng hữu phần, mà nó chỉ rung động xong rồi nó tiếp tục. Sau cái rung động này đó thì nó tiếp tục lại hữu phần, chứ nó không có chấm dứt. Thì ở đây mặc dù chúng ta nói phân tích như vậy, nhưng mà kỳ thực là nó vốn từ đầu, từ tâm thứ nhất cho đến cái sát na tâm thứ 17, chỉ là một loại tâm hữu phần thôi. Nó chỉ dao động là do vì nó bị tác động bởi cái cảnh sắc và cái thần kinh khi đó, nó cái do vì cái giống như là cái nghiệp lực của chúng sinh, thì trong cái sinh hoạt, cái quy luật của pháp hành đó, thì khi đó nó là cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó nhạy cảm với các cái đối tượng, hay có cái đối tượng bên ngoài tác động vào, thì lập tức là cái tâm nó làm việc. Thì do đó là tuy rằng là dòng hữu phần, nhưng mà khi mà cái gặp cái cảnh tới đó, thì cái hữu phần này nó cũng có những cái dao động đó, thì toàn bộ cái tâm còn lại đó, toàn bộ 6 cái lộ tâm trong trường hợp cái cảnh rất là nhỏ đó, thì không có cái tâm khách quen. Vậy thì ở trong cái lộ ngũ môn này á, thì chúng ta thấy là nó có mấy trường hợp. Thứ nhất á, nó có một trường hợp là
đối với cái cảnh rất là lớn chỉ có một trường hợp, rồi cái cảnh lớn là có hai trường hợp, cảnh nhỏ nó thì có sáu trường hợp, và cái cảnh rất là nhỏ đó là có sáu trường hợp. Như vậy một trường hợp của cảnh rất lớn, hai trường hợp của cảnh lớn là ba, sáu trường hợp của cảnh nhỏ là chín, và sáu trường hợp của cảnh rất là nhỏ là 15. 15 trường hợp, 15 trường hợp của lộ nhẹ, của lộ ngũ môn. Dạ. Dạ 15 lộ. 15 lộ này nhân với 5 môn. Dạ nhân với 5 môn. Tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn á, thì chúng ta bằng 75 lộ. Thì thấy con số 75 lộ thì nó nhiều như vậy đó, thì thật ra thì nó dễ nhớ. Và ở đây đó thì các vị quan trọng nhất là chúng ta chỉ nhớ hai cái, chỉ cố gắng là nhớ ba trường hợp đầu thôi. Ba trường hợp đầu tức là lộ ngũ môn cảnh rất là lớn, và hai trường hợp của cảnh lớn là bởi vì hai trường hợp cảnh lớn và cảnh rất lớn và cảnh lớn đó thì khi đó cái dòng tâm thức của chúng ta đó mới đủ mạnh để có cái tâm động lực. Và chính cái tâm động lực này, nếu là cái động lực bất thiện đó, thì sẽ tạo ra những cái quả bất thiện. Nếu là cái động lực thiện đó, thì sẽ tạo ra quả thiện. Và tất nhiên là cũng có trường hợp của vị thánh A-la-hán, cho nên là đối với các ngài đó thì trong trường hợp này cái tâm động lực đó thì sẽ là cái tâm duy tác hay là tâm tốt, và cái tâm đó thì nó không có tạo quả. Nhưng mà ở đây là muốn nói đến cái trường hợp gọi là cái động lực, là cái tâm nhân đó, là cái tâm đó là nếu có thể tạo quả hay không, chỉ là cái giai đoạn động lực thôi. Thì bây giờ nhắc lại đó, là chúng ta nhớ là trong các cái 14 cái chức năng của tâm thì gồm có tục sinh, hộ kiếp và tử. Thì trong 14 cái ba cái công việc đầu tiên này đó thì có 19 tâm làm việc tục sinh. Đó là các để nhớ như thế này cho các vị dễ nhớ. Tức là cái tâm tục sinh nó là cái quả của cái tâm thiện hay là bất thiện. Cho nên các cái tâm làm việc tục sinh á, luôn luôn á, là tâm quả, chứ không có thể nào là cái tâm khác. Và trong cái tâm quả đó thì không phải cái tâm quả nào cũng có cái khả năng làm cái việc tục sinh. Trong đó là 15 tâm quả vô nhân á, thì chỉ có hai cái tâm quan sát thọ xả đó, thì mới làm việc tục sinh được. Còn các cái tâm quả khác á, thì không làm việc được. À, kế đến đó là 8 đại quả dục giới tịnh hảo và 9 quả đấu đại, thì 19 cái tâm này đó, thì mới có thể làm việc tục sinh. Và tâm nào làm việc tục sinh đó, thì tâm đó cũng làm việc hữu kiếp hay là hữu phần, và cũng chính là cái loại tâm đó là tâm tử. Nhớ ở đây là chúng tôi nói là cùng loại tâm thôi, chứ cái tâm thì nó sanh diệt trong một nháy mắt, thì nó đã hàng tỷ tâm rồi, chứ không phải là một cái tâm tục sinh mà nó kéo dài được. Rồi ở đây đó thì chúng ta nhìn trên cái cách gọi tên theo cái chức năng của các cái tâm nó đảm nhiệm đó, thì thật ra thì cũng không có khó nhớ. Tức là chúng ta có cái tâm khai làm việc là khai môn, tức là mở cái cửa cho nhãn, cho lộ ngũ hay là lộ ý. Thì cái trong cái việc tâm để làm việc khai môn này đó, thì chúng ta có hai tâm, tức là khai ngũ môn và khai ý môn. Rồi cái tâm mà làm việc chúng ta làm việc thấy đó thì do hai tâm nhãn thức
là việc nghe thì hai tâm nhị thức tương tự trong năm tâm, trong 10 tâm song thức á, thì thấy nghe ngửi nếm xúc chạm á, thì sẽ do các cái tâm này làm việc tương ứng đối với cái cảnh. Để mà thấy cảnh sắc á, thì nhãn thức làm việc, nhĩ thức là cảnh thân á, thì nhĩ thức làm việc. Rồi tâm tiếp thâu, tâm quan sát chính là các cái tâm tiếp thâu và quan sát. Do vậy bốn cái công việc này thì gần như là nó giống với các cái tên của các loại tâm, cho nên chúng ta dễ nhớ. Tức là tâm khai môn thì do khai ngũ môn khai ý, rồi ngũ song thức thì sẽ do trong một trong các cái tâm song thức, là tiếp thâu sẽ là tâm tiếp thâu, rồi công việc quan sát là do cái tâm quan sát. Chỉ có khó nhớ đó là cái đoán định á, là chính là cái tâm khai ý môn. Và cái động lực tức là các ở trong cái lộ ngũ này á, thì do vì là lộ ngũ cho nên không có những cái tâm đáo đại và cái tâm siêu thế, cho nên là trong cái lộ ngũ này đó thì cái động lực á, là chỉ có thể là cái động lực dục giới. Và để dễ nhớ cái động lực dục giới đó, động lực á, tức là cái giai đoạn tâm quan trọng xử lý đối tượng và tạo ra cái ảnh hưởng về sau, đó là ra quả. Do vậy cái tâm động lực á, là chúng ta cứ nói đến cái động lực dục giới, chúng tôi nói trước cái động lực dục giới nha. Còn cái động lực mà đáo đại hay là siêu thế thì chúng ta bàn sau. Thì ở trong cái động lực dục giới đó, các vị cứ nhớ rằng đã là động lực rồi thì các vị trừ hết những cái tâm quả ra. Bởi vì động lực đó là một trong những cái vai trò chính của cái tâm động lực, đó là cái tâm đó là có khả năng tạo quả. Chỉ trừ trường hợp là đối với vị Thánh A-la-hán thì tất nhiên là các ngài không có để lại cái quả. Nhưng mà cái tâm đó nó cũng giống như là chức năng của cái tâm thiện. Như vậy thì cái tâm nào để tạo quả được á, thì tâm đó đều là cái tâm động lực. Thì trong đó có 12 bất thiện, 8 đại thiện. Rồi còn trường hợp còn lại là của vị A-la-hán thì chúng ta kể thêm một cái tâm là tâm ứng cúng vi chiếu và 8 tâm di tác. Như vậy là cái tâm làm việc động lực á, là các vị cứ lấy rằng là đó là những cái tâm còn gọi là cái tâm nhân, tức là những cái tâm có thể tạo quả được á, thì các vị dễ nhớ cái tâm nào làm việc động lực. Rồi đến tiếp theo đó là cái tâm nào làm việc na cảnh. Cái tâm làm việc na cảnh á, là do vì cái na cảnh là làm việc đối với những cái cảnh thuộc về cảnh ngũ như là cảnh sắc, thinh khí, vị, xúc thôi. Cho nên là cái tâm na cảnh này đó là chỉ có tâm dục giới mới có, chứ còn cảnh tâm vô sắc và siêu thế không có. Và na cảnh này đó chính là 8 cái tâm đại quả và 3 tâm quan sát, tức là 11 tâm này là làm việc hưởng cảnh dư của động lực. Thì ở trong 14 cái việc làm này á, là 14 việc làm này được kể trong lộ trình tâm á, thì chỉ có các vị chỉ có nhớ là ba cái công việc mà các tâm đảm nhận nó hơi khó nhớ, đó là cái tâm làm việc động lực, tâm làm việc na cảnh và tâm làm các cái công việc tục sinh, hậu kiếp và tử. Còn các cái công việc khác á, thì các cái chức năng khác á, thì các cái tâm đó thì hoàn toàn chúng ta dễ nhớ. Tất nhiên là mỗi vị học viên đó, chúng ta sẽ có cách nào đó để học cho nó dễ nhớ hơn, thì chúng tôi chỉ là cái gợi ý thôi. Nhưng mà các vị đó học lộ trình tâm đó, thì cố gắng nhớ 14 cái việc làm của tâm và phải nhớ là tâm nào á, làm việc nào. Bên cạnh đó thì có những cái tâm làm chỉ có một việc làm, còn trong đó có những cái tâm làm hai việc làm, trong đó có những cái tâm làm ba việc làm, vân vân. Thì ở đây các vị cứ tính xem cái tâm nào làm hai việc làm nè, cái tâm nào làm việc nào.
Thí dụ giống như là chúng ta có cái tâm khai môn. Cái tâm khai môn đó, thì nó có hai tâm là khai ngũ và khai ý. Và cái tâm khai ý môn đó, ngoài cái công việc đó là khai ý môn đó, thì nó còn cái việc làm thứ hai nữa, nó là đoán định. Như vậy một tâm đó mà nó có hai cái việc làm. Rồi cái tâm quan sát thì ngoài cái chức năng á, là nó là làm việc quan sát đó, thì trong đó đó có hai tâm quan sát thọ xả đó, nó còn làm việc tục sinh hộ kiếp và tử. Và hai cái tâm quan sát đó, đó cũng làm việc na cảnh. Như vậy là cái tâm quan sát này có mấy việc làm. Thì chúng ta thử các vị học đó, thì các vị cố gắng mà nhớ là mỗi cái tâm nó có bao nhiêu việc làm. Ví dụ như là cái tâm quan sát, việc làm thứ nhất, việc làm chính của nó là cái việc quan sát. Cái việc ba việc làm kế tiếp sau là làm việc tục sinh hộ kiếp và tử. Đây đó là cái tâm quan sát, hai cái tâm quan sát hồi xã đó, chứ còn nghĩ thì khác. Rồi nó tất cả là bốn việc làm rồi nó còn làm cái việc na cảnh nữa. Làm việc na cảnh là nó có tất cả là năm việc làm. Dạ. Riêng cái tâm quan sát thọ xả, riêng cái tâm quan sát thọ thì tức là nó có là làm cái việc sát, việc chính. Rồi cái việc mà tục sinh hậu kiếp và tử đó thì không có làm. Và nó và đối với việc na cảnh đó, thì tâm quan sát thọ hỷ làm có thêm cái chức năng thứ hai nữa. Như vậy thì cái tâm quan sát thọ hỷ thì có hai, còn hai tâm thọ xả nó thì có tất cả là năm. Rồi cái tâm làm việc đoán định thì là cái tâm khai ý môn, thì cái tâm này nó có hai việc làm. Rồi cái tâm làm việc động lực, tâm nào làm việc động lực? Trước hết nó là chúng ta nói riêng về cái dục giới này thì chúng ta có 29 tâm làm việc động lực. Thì 29 tâm làm việc động lực này đó thì nó chỉ có một việc làm là việc làm động lực thôi. Rồi việc na cảnh thì chúng na cảnh thì ở đây chúng ta có tất cả là 11 tâm, thì trong đó có 3 tâm quan sát thì chúng ta nói rồi. Rồi 8 tâm đại quả. À, 8 tâm đại quả này đó thì chúng ta thấy nó có bao nhiêu việc làm. Trước hết đó là cái tâm đại quả này đó thì nó còn được kể ở trong 19 tâm tục sinh. Ở trong 19 tâm tục sinh, như vậy là cái tâm đại quả nó thì làm việc tục sinh hậu kiếp và tử, là chúng ta đã có nó có tất cả là 3 việc làm. Rồi cái tâm đại quả này đó thì cũng có làm việc trong na cảnh, như vậy là cái tâm đại quả này đó thì có thêm cái công việc na cảnh nữa. Thì học lộ trình tâm là chúng ta kết nối lại tất cả những cái kiến thức mà đã học trong các cái bài trước. Và trở lại đó là các vị nhớ là chúng ta có chúng ta có tất cả là nói về cõi đó thì có tất cả là 31 cõi. Trong 31 cõi đó, trong 31 cõi đó đó thì chúng ta có là một cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng thì không có tâm, cho nên cõi vô tưởng này tất nhiên là không có cái lỗ nào mà có trong cái cõi vô tưởng này hết. Từ 75 trường hợp của lỗ ngủ rồi đến các lỗ ý thì hoàn toàn do vì không có tâm cho nên không có cái cõi vô tưởng. Rồi đối với cái cõi vô sắc do vì không có sắc cho nên không có mắt tai mũi lưỡi thân. Do vậy toàn bộ các cái tâm lỗ ngủ môn thì không có cái cõi, không có ở trên cái cõi trời vô sắc. Còn cái cõi trời sắc giới thì sao? Cõi trời sắc giới nó tuy cũng là cái cõi trời có sắc pháp, nhưng mà nó là cái sắc pháp không có đầy đủ các cái căn môn giống như là cái cõi dục. Mà ở trên các cái cõi sắc giới đó thì chỉ có nhãn thức, nhĩ thức thôi, chứ không có ba cái giác quan là tỷ thức, thiệt thức,
là thân thức. Cho nên mặc dù là khi mà nói đến lộ ngũ môn á, thì chúng ta có kể trong cái cõi sắc giới, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cái lộ ngũ môn khi mà nói chung á, thì chúng ta kể thêm cái cõi sắc giới, nhưng mà nói từng lộ một, tức là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, thì ở trong cái cõi sắc giới đó thì không có lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, mà ở trong cái cõi sắc giới đó thì chỉ có lộ nhãn và lộ nhĩ. Đó là về cái cõi sắc giới. Còn đối với cái cõi dục giới đó thì có đủ tất cả các cái lộ ngũ môn, từ lộ nhãn cho đến cái lộ thân. Nhưng mà có trường hợp là một số chúng sinh khiếm khuyết các căn, chẳng hạn giống như là một người mù thì người đó hoàn toàn không có lộ nhãn môn, giống như là một người điếc thì hoàn toàn không có lộ nhĩ môn. Bởi vì chúng ta nhớ lại là nhân sanh các cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức á, thì luôn luôn á, là phải là có cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Thì trong một số trường hợp mà những cái chúng sinh nào mà khiếm khuyết các cái thần kinh này đó, thì khiếm khuyết thần kinh nào đó thì cái lộ tâm phải nương gác cái thần kinh đó, đó thì không có thể sanh được. Như vậy thì ví dụ giống như là một người vì một cái bệnh nào đó mà họ mất đi cái thần kinh vị giác, như vậy thì trong cái lộ ngũ môn đó, thì cái lộ thiệt môn đó, thì họ không có, mà họ chỉ có bốn lộ thôi. Vậy thì ở trong cái cõi dục đó, thì nó còn tùy vào chúng sinh nào mà đầy đủ năm căn đó, thì khi đó mới có đủ tất cả là năm cái lộ. Còn mà nếu chúng sinh nào mà kiếm quyết căn nào thì lộ nó không có. Như vậy thì theo cõi đó thì trước hết nó là lộ ngũ, thì chúng ta cứ trừ cái vô tưởng và cái vô sắc. Riêng về cái cõi sắc giới đó thì có hơi khó nhớ, cho nên các vị phải ghi. Đó là ở trong cái cõi trời sắc giới đó thì chỉ có hai lộ thôi, là lộ nhãn môn và lộ nhĩ môn. Còn tỷ, thiệt, thân đó thì là không có. Vậy thì khi mà chúng ta học về cái lộ trình tâm này á, là chúng ta học về cái cách diễn tiến của cái dòng tâm thức. Và trong cái lộ ngũ môn này á, thì chúng ta biết rằng là khi mà các cái giác quan của chúng ta mà nhận biết cảnh á, thì tâm của chúng ta nó sẽ diễn tiến trong một trong 75 trường hợp mà chúng ta vừa học. Thì trong đó có 3 trường hợp đầu tiên, đó là 3 trường hợp mà các vị phải nhớ, bởi vì đây là cái dòng tâm thức mà có những cái tâm thiện hay là bất thiện sanh vào. Và chính điều đó là nó ảnh hưởng đến vấn đề nghiệp báo, cho nên là chúng ta cần phải chú ý. Và ở đây á, khi mà học về độ trình tâm hay là học về cái diệu pháp nói chung á, là chúng ta học để hiểu cái tiến trình sinh diễn của tâm pháp nó là vốn là như vậy. Nhưng mà rất là nhiều trường hợp á, là tuy rằng là chúng ta học như vậy, nhưng mà không phải là chúng ta có thể biết được những cái điều đó qua các cái giác quan của mình. Ví dụ như là mình không có thể nào mà mình biết được từng cái sát na tâm, bởi vì cái sát na tâm nó sanh diệt quá nhanh, và nhanh đến mức độ không có thể tính được cái con số nó với cái thời gian. Chẳng hạn giống như là chúng ta không có thể nào tính được là trong một giây như vậy đó là chính xác là bao nhiêu cái sắc na tâm. Trong kinh chỉ nói đó là một cái khoảng thời gian mà trong một búng ngón tay, là một nháy, trong nháy mắt đó, thì cái tâm sanh diệt hàng tỷ lần như vậy. Thì đừng có nói gì đến một sắc na tâm, mà nói đến cả một cái lũ tâm đi nữa, thì hoàn toàn chúng ta không có thể nào mà chúng ta nhận dễ dàng nhận diện. Và
chúng ta chỉ nhận diện khi nào mà cái lộ tâm đó nó sanh lên rồi nó tiếp tục nó diễn tiến hết cái lộ này đến cái lộ khác, hết lộ này đến lộ khác. Ví dụ giống như là một người đang khởi lên một cái thiện tâm, ví như là ở trong cái khoảng thời gian khoảng một giờ đồng hồ mà họ thấy rằng là cái tâm lúc nào họ cũng có tâm thiện á, thì khi đó cái dòng tâm thiện nó sẽ diễn tiến rằng là khi mà bảy cái động lực thiện sanh lên, bảy cái động lực sanh lên á, thì khi đó nó diệt đi là nó tiếp tục một cái lộ tâm khác cũng bảy cái động lực đó rồi nó diệt, rồi bảy cái động lực khác lên là nó cái diệt, nó liên tục như vậy. Và nhờ cái tâm động lực á, là nó cứ sanh lên liên tục đến mức độ mà vô số, thì chúng ta mới biết rằng là cái tâm của mình á, là có thiện hay là bất thiện. Sau này á, chúng ta sẽ học rõ hơn khi mà chúng ta đối chiếu cái kinh. Ở đây chúng tôi chỉ đơn cử, ví dụ giống như ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ hay là bài kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm, khi mà Đức Phật Ngài dạy về hơi thở nè, thì nếu mà cái hơi thở mà chúng ta theo dõi trên cái phương diện mà sắc pháp á, sanh diệt tự theo cái cảm giác mà mình biết được á, thì nó dễ như là hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở vào biết hơi thở vào. Nhưng mà khi mà nói đến cái từng cái tâm á, thì khi đó Đức Phật Ngài không có dùng thì hiện tại nữa, mà Ngài dùng đến cái thì vị lai. Chẳng hạn giống như là khiến tâm hân hoan ta sẽ thở vào, hay khiến tâm hân hoan ta sẽ thở ra, vân vân. Thì khi đó đó là cái vị hành giả tu tập đó, là vị hành giả tu tập đối với cái cảnh quá khứ, hoặc là cái sự thận trọng đối với cái cảnh vị lai. Và nhờ cái thận trọng hai cái thời điểm này, cho nên vì đó có được một cái hiện tại. Do vậy nhiều người nghĩ rằng là trong kinh nói đến làm sao sống trong hiện tại, đó là cố gắng là nghĩ rằng là mình đang theo dõi cái tâm mình ở trong hiện tại. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta biết được tâm mình đang sân, thì khi đó cái tâm sân nó là thuộc về cái cảnh quá khứ, và nó không phải là nó quá khứ mới qua, mà nó quá khứ qua rất 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 là nhiều cái tâm sân, vô số cái tâm sân. Do đó là để mà vị đó làm sao mà giữ cho cái tâm sân không sanh khởi, thì vị đó chỉ có cách đó là vị đó giữ cái tâm sân nó trước khi nó sanh. Tức là vị đó luôn luôn có cái đề phòng. Vị này hiểu rằng là nếu mà với cái tâm của ta gặp cái cảnh tượng đó, ta nghe cái tiếng đó, ta gửi cái mùi đó, cái vị đó, cái xúc chạm đó, thì cái tâm sân nó là sẽ sanh khởi. Và do đó bằng cái chánh niệm, bằng cái sự khéo tác ý đó, là vị đó luôn luôn thận trọng không để cho cái tâm sân nó sanh, cái tâm sân chưa sanh nó sanh. Chứ còn khi mà cái mắt đã thấy cái cảnh sắc, và theo cái thường cận y duyên hay là theo cái thói quen của chúng ta, thì khi đó là nếu mà một chúng sinh nó nhiều cái tiền não, thì hoàn toàn chúng ta không thể nào mà chúng ta chuẩn bị kịp hết, là bởi vì đây là một cái quá trình sinh diễn rất là nhanh. Nó cũng giống như là một sinh viên ngành y, chúng ta hiểu rằng là trong một số bệnh như vậy đó, thì nó có thể mà nó truyền nhiễm, rồi chúng ta học về cái cách mà chúng ta đề phòng. Chứ còn thật ra trong cái sinh hoạt hàng ngày á, thì những cái vi khuẩn, những vi trùng mà chúng ta không có thấy được, chẳng hạn giống như ngày hôm nay đang có cái nạn dịch Covid á, thì những cái vi khuẩn đó là ở trong cái không khí, là ở trên cái mặt tiếp xúc nào đó, thì hoàn toàn mình không có thấy, mà mình chỉ biết rằng là cái bệnh đó nó sẽ lây nhiễm do vì những cái loại vi khuẩn mà mình hoàn toàn mình không thấy. Và cái vấn đề mình học ở đây đó là mình, do vì mình biết cái tính chất của nó là như vậy, cho nên dù không thấy nhưng mà mình vẫn có, mình do vì mình biết cái cách thức lây nhiễm của nó, cho nên mình có những cái biện pháp mình đề phòng. Chẳng hạn giống như là chúng ta phải dùng những cái khẩu trang, dùng những cái mask, rồi nước sát trùng vân vân, thì những cái đó là do vì mình biết rằng là có thể là những cái loại vi khuẩn đó, nó dù mình không thấy nhưng mà đôi khi nó vẫn có.
Thì đôi khi cái việc mà chúng ta học vi diệu pháp cũng vậy, là cái dòng tâm thức cũng như là sắc pháp nó sinh diễn ở bên trong, chúng ta không có thể thấy bằng cái giác quan của mình, mà chỉ có thể hiểu bằng cái tuệ. Và cái tuệ ở đây là chúng ta là cái kiến văn, tức là chúng ta học bằng cái sự giác ngộ, cái thấy của thánh trí. Có những cái vấn đề mà chúng ta chỉ có thể thấy bằng cái trí, chứ không có thể nào mà thấy bằng cái giác quan được, bởi vì rất là nhiều cái hạn chế mà giác quan của chúng ta không có thấy được. Thì khi đó là chúng ta phải dùng đến cái khả năng của tuệ. Và trong cái những cái trường hợp mà cái tuệ giác của chúng sinh phàm phu của chúng ta đó có rất là nhiều cái giới hạn, thì chúng ta học cái tuệ đó bằng cái gọi là cái trí văn, tức là cái trí mà do học hỏi từ các vị thánh nhân như là Đức Phật và chư Thinh Văn. Thì học vi diệu pháp á, là để chúng ta hiểu cái tiến trình sinh diễn của tâm và sắc như thế nào. Ở trong cái lộ trình tâm này thì chúng ta học về cái tiến trình sinh diễn của tâm pháp. Thì cái tâm pháp nó sinh diễn theo một cái quy luật của nó, và ngay cả một vị Phật thì ngài cũng không có nằm ngoài cái luật, ngài cũng không có nằm ngoài cái quy luật đó. Tức là ở trong dòng tâm thức của các vị thánh nhân á, là khi mà cái tâm khai ngũ môn nó mở ra thì lập tức là trong các cái tâm, một trong 10 cái tâm song thức nó phải sanh lên. Rồi 11, một trong các cái tâm song thức sanh lên, rồi ngay khi đó là nó là tiếp thu quan sát đoán định. Mỗi chúng sinh nó nằm ở trong cái quy luật đó hết, bởi vì ở đây là cái quy luật của pháp hành. Cái sự sinh diễn của này đó là nó diễn ra một cách không có ai làm chủ nó được. Thì đối với một vị hành giả tu quán đó, thì những cái kiến văn này cũng giúp cho vị đó thấy rằng là ngay cả trong cái tâm của ta vốn nghĩ rằng ở đó có cái ngã, nhưng mà kỳ thực là mình cũng không có làm chủ được nó, mà nó sinh diễn theo cái quy luật riêng của nó. Nó tương tự giống như là đối với sắc pháp cũng vậy. Trong khi mà chúng ta ngồi, chúng ta nằm, chúng ta sinh hoạt vân vân, thì mặc dù mình xem cái đây là cái thân của mình, nhưng mà tất cả những cái vật chất ở trong thân, từ cái những cái phần sinh lý chẳng hạn, giống như là phần ngũ tạng như là tim gan tỳ phế thận vân vân, hay là các cái phần khác như là phần máu hay các cái gì thần kinh, thì tất cả nó đều được sanh diệt diễn tiến theo cái quy luật của nó, chứ mình không có làm chủ được. Mình không thể nào làm chủ được rằng là cái nhịp đập tim của mình đó là nó phải được nhanh hay là được chậm vân vân, mình không có làm chủ được cái điều đó. Rồi các cái thay đổi trong cơ thể thì hoàn toàn không có làm chủ được. Thì cái mục đích học ví dụ pháp đó là để chúng ta thấy từng cái quy luật pháp hành như vậy. Và khi đó mà Đức Phật ngày nói rằng các pháp là vô ngã, trong đó có cái tâm là vô ngã, sắc là vô ngã, thì chúng ta bằng thông qua cái ví dụ pháp này đó, thì chúng ta càng thấy nó rõ ràng hơn là cái vô ngã đó, nó vô ngã trong từng sát na, nó vô thường trong từng sát na, và nó khổ trong từng sát na. Bởi vì cái khổ đó được định nghĩa rằng là nó là một cái gì đó, nó bắt buộc mình phải như vậy, nó là một cái áp lực. Thì ở trong cái lộ trình tâm này á, chúng ta thấy rằng là các tâm pháp nó sanh lên, nó theo một cái áp lực. Đó là khi cái sắc na này sanh lên, nó diệt đi đó, thì bắt buộc cái sắc na kế tiếp nó sanh lên. Và nó sanh lên nó cũng không có tồn tại lâu dài được, nó vì một cái áp lực nó phải diệt đi. Và trong cái từng cái sắc na tâm như vậy đó, và luôn luôn nó sanh diệt ở trong cái áp lực đó. Không ai trong tam giới này có thể kéo dài cái tuổi thọ của một sắc na tâm dài hơn, kể cả nó là vị chánh đẳng chánh giác. Dù là một vị Phật
thì mỗi cái sát na tâm của ngài thì nó cũng có, nó chỉ có tồn tại trong ba cái thời điểm sinh trụ diệt giống như là bao chúng sinh khác. Và dù là một vị Phật thì các cái tâm thức này nó cũng sinh theo cái tiến trình diễn tiến của nó. Chỉ có điều có những cái giai đoạn, mà những cái giai đoạn đó chúng ta có thể chúng ta tu tập, thì một trong những cái giai đoạn mà chúng ta có thể tu tập được đó, đó là cái dòng động lực. Thì cái dòng động lực này để mà tu tập đó, thì nó không có dễ dàng. Mình nghĩ rằng là mắt đó, thì nó thấy sắc rồi, thì khi nó thấy sắc rồi bắt đầu mình mới chuẩn bị là để mình có tham có sân hiện vân vân, thì học vi pháp chúng ta biết rằng là cái việc chuẩn bị đó nó không có dễ, mà chúng ta phải đề phòng trước các cái dòng tâm thức sẽ sanh sau. Chứ còn khi mà nó đã sanh lên rồi đó, thì khi đó chúng ta hoàn toàn chúng ta không có thể chúng ta kiểm soát kịp. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta học hết về cái lộ ngũ môn. Thì các vị thấy rằng là trong cái lộ ngũ môn này nó cũng không có gì, không có khó nhớ, bởi vì tâm thức của chúng ta khi mà bắt cái cảnh bên ngoài đó thì nó chỉ song song 36 cửa thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẩy. Thì trong cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó thì nó có 4 cái trường hợp, 4 cái mức độ mạnh yếu của cảnh. Đó là cảnh rất là lớn, cảnh lớn, nhỏ và rất là nhỏ. Và tùy theo cái mức độ mạnh yếu đó mà cái tâm của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Thì ở đây trong 15 trường hợp thì trong đó có 3 cái trường hợp đối với cái cảnh rất lớn và cảnh lớn, thì khi đó cái sự tác động mạnh, nó mạnh đến mức độ mà cái tâm thức của chúng ta nó hướng về ngoại cảnh và nó xử lý cái cảnh mà nó gặp đó bằng một cái thái độ có thể là thiện, có thể là bất thiện. Và khi mà nó xử lý như vậy đó thì sẽ để lại cái ảnh hưởng rất là tốt hay xấu, hay chúng ta gọi là cái quả thiện hay là cái quả bất thiện. Thì tôi cố gắng là tôi nói hay chậm như vậy á, tại vì có những kỳ học viên lần đầu tiên học vi pháp thì khi mà chúng ta học cái cách chuyển đạt cái lộ tâm này đó thì nó có hơi lạ, nhưng mà đối với trong cái lộ ý á, thì các vị thấy nó cũng dễ dàng thôi. Thì tôi rất là mong các vị cố gắng theo dõi cái lộ tập này, mặc dù tôi biết rằng một vài học viên họ có nói với tôi đó là họ cũng hơi ngán, thấy nó hơi dài, nó hơi nhiều, nhưng mà do vì cái lộ trình tâm là trình bày cái hệ thống của cái dòng tâm thức. Nếu mà chúng ta học các cái loại tâm đơn lẻ thôi đó, thế nào là tâm tham, thế nào là tâm sân á, thì nó không có lợi ích nhiều, mà chúng ta phải học luôn cả một cái tiến trình sinh diễn. Do đó mà trong cái phần này đó, tôi cố gắng và tôi nói chậm để dành đặc biệt cho những vị học viên nào mà lần đầu tiên chúng ta học vi pháp. Và bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Và ở trong cái ngày Chủ nhật ấy, thì tôi cũng dành cái thời gian cũng từ giống như là cái thời gian lớp học, tức là từ 8 giờ cho đến 9 giờ, thậm chí là 10 giờ, để cho các vị nào chúng ta có cái câu hỏi. Thì dĩ nhiên vi pháp này nó không có dễ dàng, do vậy cũng tùy theo câu hỏi trong cái khả năng nào mà tôi có thể tôi chia sẻ được các vị đó, thì tôi cố gắng tôi chia sẻ cho các vị. Và bây giờ chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Chúc các vị ăn vui. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ. Như vậy thì hãy các vị học viên nào mà chúng ta có câu hỏi thì chúng ta cứ vào ngày Chủ nhật. Còn nếu mà các vị nào không có câu hỏi đó thì các vị muốn tham dự cũng được, khi không thì cũng không sao. Để ngày đó chúng ta chỉ trả lời câu hỏi chứ hoàn toàn không học bài mới. Dạ. Bây giờ mình chào tất cả các vị. Dạ, chúng con kính tri ân sư.